gì đâu mà lu bu đậu vô hoài à. Ngay con nước đẻ làm sao á, bởi vì buồn ngủ muốn chết luôn rồi, đầu hôm tới giờ làm không có nghỉ tay. Thôi để ngồi một chút nghỉ ngủ một chút cũng đỡ rồi. Tại tan phẹt ơi, bà này rẽ chữa có ăn bên mà giờ này ngủ nhỉnh mặt. Má ơi má, cô đau bụng quá má ơi má. Rồi con chào má một chút, má vô chờ mấy cô mụ hay ba con. Lẹ lên má ơi, đau quá rồi má ơi. Cô y tá ơi, cô y tá, con gái tôi nói chuyện dạ xanh, nó lo bụng nhiều lắm cô làm ơn khám giùm cô. Lẹ lên má ơi. Cô đẻ nữa hả? Cho vô đi. Sản phụ đâu? Không có sản phụ làm sao khám? Dạ, nó đau quá nên tôi vô cho mấy hai cô hãy trước. Nó vô tới liền cô. Cho nó vô đi. Má ơi. Giang ơi. Vô đây con. Ôi cô tết cô ơi, cô đã bụng quá rồi. Cô ơi cô, nãy lên cô, chịu hết nổi cô ơi. Thế anh à, khám bà bầu này coi cưng, coi có dấu xanh không, đang làm hồ sơ. Dạ. Vô cô khám. Chị ơi, vô đây em khám cho chị nghe chị. Trời ơi, bốn phần rồi. Chị Nga ơi, làm hồ sơ giùm em chị Nga ơi. Ừ, để chị làm cho. Bà đọc cho tôi dùm cái địa chỉ coi. Dạ, tôi ở kinh 7. Tôi nói bà đọc rõ cái địa chỉ dùm tôi. Dạ, tôi ở kinh 7 cô ơi. Cái bà già này. Ở đây á, bà khai kinh 7, kinh 9 là sao? Bà phải khai rõ cái địa chỉ. Ở đây ấp gì, xã gì, để tôi làm hồ sơ cho con bà đẻ. Dạ, tôi quýnh quá nên tôi quên mất. Cô ơi, cô đợi tôi một tí, cô thông cảm nghe cô. Dạ. Chị ra đây ngồi ghế làm hồ sơ nghe chị. Mấy phân rồi cô? Chị được 4 phân rồi. Chị Nga, hồi nãy chị thấy cái mặt bà đó không? Trời ơi, sao em nhìn mới có cái sẹo thấy ghê quá à. Chị cũng thấy như vậy đó. Cái mặt sẹo gì thấy ghê chứ. Nga. Ủa, ra đây cho má hỏi má chút con. Má mặt, con mời má ngồi má. Má à, con nói má nghe nè. Nửa đêm phi lơ phi lắc rồi, giờ này là giờ ngủ của má nghỉ ngơi rồi. Sao má vô đây làm gì gì nửa đêm nửa hôm vậy? Có cái gì á, má gọi điện cho con. Hoặc là sáng mai á, con ra trực. Má nói cũng được chị mà. Ăn miếng cho có sức đẻ chị. Không mẹ không. Ơi, má đang ngủ rồi chứ. Rồi cái bà hai á, ở dưới quê á con. Một câu thoại duy nhất. Con má mất đẻ. Rồi bà alo cho má. Nói nó mất đẻ nó vô đây vậy chứ con có thấy dì hai vô đây không? Dì hai nào đâu má, con đâu có biết. Ê trời ơi, con đâu có biết cái dì hai đâu. Thôi để mẹ chị ra mời trước rồi má coi có dì hai không rồi má dẫn vô đây nghe không con? Dạ. Dì hai. Ủa chị Chính. Ủa chị hai vô. Ôi, gặp chị Chính tôi mừng quá. Nga. Dạ. Dì hai nè con. Dì hai, con Nga con có tôi đó chị. Con chào dì hai đi con. Dạ con chào dì hai. Má. Cái gì con nói má nghe nè. Sao dì hai gì đâu mà cái mặt có cái sẹo thấy ghê quá má ơi. Quýt tầm bảy tầm bá con. Dì hai nghe được con dĩ buồn rồi sao con. Ra đây nè má nói tôi đây chịu luôn hỏi cô ơi. Mời bác sĩ mổ cái tôi coi, tôi chịu hết nổi. Hồi xưa đó. Mổ đi cô ơi. Dì hai ở cùng xóm với mình đó nghe con. Con ơi. Họ chồm xóm coi như là thương yêu lắm, cũng như là ruột rà máu mủ vậy đó con à. Rồi một hôm nhà mình bị cháy đó con. Con ơi, lửa cháy lớn dữ lắm đó con à. Lúc đó gia đình mình á,
ai cũng khủng hoảng, ai cũng la hét lên, vừa la vừa gọi tên con. Hôm qua có ăn cháo bắp. Bé Nga đâu rồi? Cả cháo bắp bây giờ. Thì bỗng nơi từ trong đám cháy đó đó con, dì hai ẵm con trên tay, vừa ẵm con vừa trao cho má thì nhức lưng hả con? Nhức lưng quá má ơi. Thì dì hai ngất xỉu đó con. Đó cũng nhờ cứu con mà dì hai á, hôm nay cái gương mặt của dì hai mang một vết sẹo cho tới ngày hôm nay đó con à. Má, con nghiệp dì hai quá hả má? Thôi để con qua con xin lỗi dì hai một tiếng nha má. Ừ, đi qua đi con. Dì hai, dì hai à, dì hai, dì hai cho con xin lỗi dì hai nha dì hai. Tại vì hồi tối này nè, bệnh quá đông đi, con thức khuya quá nên con có những cái lời cáo gắt dì hai. Con lớn tiếng dì hai cũng bỏ qua cho con nha dì hai. Không có nói gì hai. Ờ, không có sao đâu con. Dì hai thì cũng biết công việc của mấy con ở đây nó cực khổ lắm. Nhưng mà dì hai nói nè, không vì cái lẽ đó mà mình có cái thái độ cáo gắt với bệnh nhân. Thì hai nói con á, mai mốt á, con tiếp xúc với bệnh nhân á, thì con phải hết sức bình tĩnh. Mấy người ở quê như dì hai á, người ta thường hay chậm chạp. Với lại khi vào trong bệnh viện á, thì người ta thường hay lo lắng. Nên nó con á, phải tận tình để giúp đỡ người ta nghe con. Dạ, con hứa con sẽ từ đây vì sao con sẽ khắc phục và tạo niềm tin cho bệnh nhân. Ăn chua đi, để đẻ rồi hết tặng rồi. Dạ, con. Dạ. Đúng, dì hai nói như vậy là đúng đó con à. Dạ. Má nhớ hồi xưa má cũng làm cái nghề như con vậy nè, cũng thức đêm thức đâu con, ngày này qua ngày khác, có hề hớn gì đâu nè. Còn đám trẻ tụi con đâu bây giờ ở nhà cao cửa rộng 6-7 tầng lầu vậy chứ chưa nói đến nghe con, còn cơ sở vật chất quá trời đầy đủ tiện nghi. So với thời của má là sung sướng biết chừng nào ơi. Ừ. Mà Nga nè, cô ơi, cô có nước mà cho con tôi mới đài nhà báo rồi tivi đó con. Bà Bộ trưởng Bộ Y tế bà ra cái thông tư gửi đến cho toàn thể cán bộ công nhân viên ngành y tế là phải thực hiện quy tắc ứng xử và kỹ năng giao tiếp. Vậy con có học chưa vậy con? Dạ con có học rồi má. Rồi, có học rồi hết trơn đó ha. Thôi, còn trẻ, khỏe, ráng phấn đấu hết sức mình phục vụ cho bệnh viện ngày càng một phát triển lên nha ông con. Dạ qua thôi ghé con. Má ơi con mất gặm lắm ơi. Nga ơi rồi, em nó mất gặm người con quá rồi đây con đẻ ra nha con ơi, cố lên nha, cố lên con. Dạ đứng lên con gắng lên, gắng cố lên con. Trời ơi ráng ra tiếp em chính thôi, nó gần xanh rồi. Gặm đi vậy, gặm đi vậy, gặm đi cô. Nha chị chính luôn. Dì hai ơi, trời ơi, dì hai ơi, chính ơi, chính mừng quá chính ơi. Dì hai, em cháu bé ai có con ơi, chính ơi. Được em bé gái 3 kg dì hai ơi. Vậy hả? Dạ, cái mặt của nó thấy thường quá. Mừng quá dạ. Chính ơi. Thấy thường quá, chắc lớn nó sẽ làm hoa hậu quá dì hai. Ờ, được, dạ. Dì hai bỏng cháu ngoại dì hai chút dạ. Con. Dạ, con đợi dì hai. Gái cho cái cưng rồi con ơi. Trời ơi, Nga à, dì hai mừng lắm. Dì hai á, cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn con với mấy cô ở đây á, đã giúp đỡ con gái của dì hai sanh mẹ chồng con vuông. Thôi dì hai xin cảm ơn tất cả con với các cô con trong khoa sản nghe con. Dạ. Dì hai mừng quá con ơi, mừng hết dạ. Biết luôn này đó. Dạ.